hôm nay chúng ta cùng đi xem nghệ nhân dân gian Nguyễn Thanh Vân thả diều đèn nha các bạn. Chú Vân từng là đại diện của Việt Nam tham gia các lễ hội diều quốc tế và đã mang về cho Việt Nam nhiều giải thưởng từ những cánh diều do chú tự thiết kế và chế tạo. Chú hiện đang là chủ nhiệm của câu lạc bộ diều nghệ thuật Phượng Hoàng. Chú Vân phụ trách phần thả diều đèn tại đây. Hiện tại vẫn còn rất là sớm, thành phố thì chưa lên đèn, nhưng đội diều của chú Vân đã có mặt đầy đủ. Hôm nay còn có sự tham gia của nghệ nhân chú Hiệp, chú cũng là một thành viên của câu lạc bộ diều nghệ thuật Phượng Hoàng. Ngoài ra còn có cô Thủy là bạn xã của chú Vân. Cô luôn đồng hành với chú trên mọi nẻo đường, nối từng sợi dây, may từng mảnh vải cùng chú chắp cánh cho những cánh diều được bay cao. Chú Vân, chú Hiệp và bạn Trung đang chuẩn bị đưa một em diều pilot lên đầu tiên. Em diều này sau khi lên cao sẽ kéo theo các em diều đèn. Đã bay lên cao rồi. Chú Hiệp đang đưa thêm một em pilot khác bay lên. Hoàng hôn đã xuống, mặt trời đang lặn, soi bóng trên dòng sông phẳng lặng. Cảnh quan ở đây thật là tuyệt vời. Những em diều xinh đẹp này sắp nhường chỗ cho các em diều đèn khi màn đêm buông xuống. Bạn Trung đang cùng với cô Thủy và chú Hiệp kiểm tra và chuẩn bị các em diều đèn, sẵn sàng chờ gió lên. Một sợi thôi, bỏ dây cáp ra. Bỏ dây cáp ra đi. Em diều cá ba đuôi lên đầu tiên. Thành phố đã lên đèn, em diều cá lung linh khoe sắc. Phía xa mặt trời đang lặn, các em diều đèn bắt đầu tung tăng trên bầu trời đêm. Chú Vân và bạn Trung chuẩn bị thêm một em diều nữa. Cô Thủy đang hỗ trợ chú Vân. Em diều này dài quá đi. Để xem chiều dài em diều này chắc phải gần 50 mét. Chú Hiệp cũng đang kiểm tra hệ thống đèn cho một em diều.
nhìn giống như là em diều đầu dế. Vân đang cho em đầu dế lên cao. Em ấy đã bay lên thật là nhẹ nhàng. Ôi, em ấy đang muốn rơi xuống. Khủng này rất là dài. Hệ thống đèn LED với nhiều hiệu ứng ánh sáng, chuyển động, thay đổi nhiều màu sắc, tạo nên bức tranh ánh sáng vô cùng đẹp và sống động trên bầu trời đêm.
có gió rồi, em nhiều bạch tuộc đã rơi xuống đất. Em ấy đang cố gắng vươn lên. Cố lên, cố lên em bạch tuộc. Sau cùng thì em ấy đã bay lên lại được rồi. Những em diều khác cũng đang cố gắng bay lên lại theo em diều bạch tuộc. Để có được những màn trình diễn diều đèn tuyệt vời cho chúng ta chiêm ngưỡng, các thành viên trong đội diều phải mất rất nhiều công sức để đưa các em diều bay lên. Chỉ có niềm đam mê yêu thích thật sự với diều mới làm được những điều này. Chú đều ngoài 70 tuổi, nhưng rất là năng động, tham gia các sự kiện xã hội, là tấm gương cho các bạn trẻ noi theo. Mong cho các cô chú luôn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và chấp cánh cho những cánh diều mơ ước được bay lên cao.